là chín rưỡi vì mình học liên tục mình chỉ nghỉ giải lao một phút lúc này thôi do đó là mình sẽ nghỉ sớm 20 phút như vậy thay vì kết thúc học vào 11 giờ 20 mình sẽ kết thúc học vào 11 giờ mong là vậy nè vậy thì giờ mình sẽ còn 9 giờ rưỡi cho đến 10 giờ 30 phút mình sẽ cố gắng hoàn thành cái bài suy thần Và xong cái phần lý thuyết của hôm nay sau đó đến 10 giờ tụi em được tự ôn lại bài trong 30 phút cho tụi em tự ôn lại hoặc là tụi em vẫn đi đâu đó để về ôn hay gì động biệt nhưng mà đúng cái link mà mở thi á là vào 10 giờ rưỡi Tôi sẽ mở mở thi và kéo dài 10 phút thì link nó tự động em nào mở vào đó thì nó cứ tự tỉnh từng em một cứ bắt đầu mở và từ lúc đóng thì nó 10 phút à, tụi em cái đoàn mà mở đây ấy, thì tụi em sao cũng được đều chắc cũng phải có tương tác là coi thử vì có một số bạn mong muốn là đi đâu đó không có có cô ở đây để tụi em cũng được bình đẳng như các bạn online thì tùy tụi em có thể ngồi ở đây làm hay tụi em chạy ra ngoài hay đi đâu đó thì không biết coi như cô không không kiểm soát cái chuyện cái chuyện thi này là thi hoàn toàn online có nghĩa là em mở cái link rồi vô rồi làm với nhau thôi như vậy nó là là để mở mà và mở đây là mở luôn là uh, rồi thì um, nói như vậy rồi chứ như vậy là giờ bên học suy thành cho đến 10 giờ Đến 10 giờ thì tụi em có 10 giờ đến 10 giờ 30 Tụi em tự ôn thi và tự đi uh, Tìm vị trí thích hợp để kết nối vào mạng 10 giờ rưỡi sẽ mở đề Để làm trong vòng 10 phút Sau đó có sự cố gì Thì mình giải quyết trong vòng 20 phút còn lại đó à, Và dự kiến là 11 giờ sẽ kết thúc lập học Được ạ à? Vậy thì giờ mình quá suy thần Hả rồi slide lúc này đâu rồi ta rồi như vậy suy thành suy thành đi mình học logic giống như suy gan vậy do đó có cái nào giống thì cô sẽ lượt nhân ha đầu tiên là vai trò của uh, thành ở trong cái uh, thải trừ thuốc cái này nó sẽ uh... Rồi, chắc là to rồi đó hả? Đến cái phần à, tương tự như suy thần hay à, suy thần Thì mình bổ sung thêm xí thôi gan lúc nãy mình có nói rồi, đúng không? hả giờ suy thần thì có những trường hợp thuốc á Thuốc đó bản chất là phân cực luôn ngay từ đầu thuốc đã phân cực rồi Vậy thì thuốc đó không cần chuyển hóa qua gan luôn và nó đi thẳng tới thần nó thải trừ luôn như vậy mình thêm một trường hợp nữa đó là một số thuốc nó được bài xuất dưới dạng không đổi trực tiếp tại thần luôn như vậy mình uống như thế nào viên thuốc đó mình uống như thế nào vào thì nó thải trừ qua thần nguyên như vậy như vậy thường là thuốc đó là phân cực đấy. và khi nó vào máu xong nó đến các mô để sinh tác dùng xong thì nó dù nó có qua gan, nó cũng không hề bị chuyển hóa qua gan. Và nó để nguyên như vậy, và nó xuống thận và nó thải trừ qua thần. Và thường những cái thuốc phân cực thì nó đi thẳng tới thần nó, nó thải trừ luôn. Còn lúc nãy mình có nói đó, một số thuốc thì nó có thể qua pha một đi qua pha một xong, cái nó qua gan luôn. Hay là nó qua pha một rồi qua pha 2, rồi qua gan. Hoặc một số thuốc chỉ qua chỉ có quá pha hai thôi rồi nó qua gan chẳng hạn thì thường những nước mà thanh lipid thì nó qua gan sau đó nó tạo thành chất phân cực rồi phát minh cực nó mới tới thần và thải trừ. Còn một số thuốc thì nó thải trực tiếp qua thần luôn. Ví dụ như vancomycin, amikacin là những thuốc rất là thân nước. Như vậy hai thuốc đó hầu như không hề chuyển hóa qua gan, 100% thải trừ qua thần. Như vậy bệnh nhân mà suy thần thì chắc chắn phải giảm liều hai thuốc đó. Tùy từng thuốc. Rồi tiếp Quá trình này cô sẽ nói sơ sơ thôi ấy. Còn là tụi em tự về đọc và hiểu Và để để đánh trắc nghiệm ha. Nhưng mà nôm na cái quả trình, uh, quá trình thải thuộc qua thần Thì ở đây là một cái tế bào của thần hay Gọi là tế bào của thần Và trong một tế bào của thần như vậy Mình cắt nhỏ ra Mình làm giải phẫu sâu hơn Thì nó có cấu phân đây là mật máu Còn đây là uh, cầu lọc uh, chí, uh, bao, bao gì đó bao Bowman rồi tế uh, bào để mà lọc máu qua thần. như vậy thuốc nó nằm trong máu sau đó từ máu nó nó lọc qua cái bao uh, um, Bowman này ấy. và sau đó nó nó tích lũy và nó thải qua nước tiểu vậy thì nó có quá trình số nhất là lọc ấy. lọc từ máu qua qua thận sau đó một số thuốc nó lại bị tải hấp thu ngược trở lại vào máu rồi một số thuốc lại từ mẫu nó lại bị bài tiết ngược trở lại vào thận. Như vậy không phải thuốc nào cũng đi qua ba quá trình này. Có thuốc thì chỉ có quá trình một nó ra luôn. Có thuốc thì có quá trình 1 và hai. Có thuốc thì có quá trình 1, hai và ba. Tùy từng thuốc. Nhưng mà nôm na lại thì tổng cái lượng thuốc thải trừ cuối cùng này nó sẽ bắn lọc trừ đi lượng bị tải hấp thu và cộng với cái lượng bài tiết. Và mỗi quá trình như vậy thì nó có đặc trưng khác nhau. Ví dụ như quá trình lọc thì chị áp dụng với phân tử phân cực rồi là phân tử nhỏ chẳng hạn đó. Còn quá trình tái hấp thu thì đó, đây là những cái đặc điểm của nó. Tụi em tự đọc Rồi. Rồi cái này giống bên gan rồi, tụi em tự đọc. 90% các thuốc có đào thải qua thận dù ít hay nhiều chỉ là ít hay nhiều thôi do đó rất là nhiều thuốc có thải qua thận dù ít hay nhiều tuy nhiên phải thải nhiều thì mới ảnh hưởng đến nồng độ thuốc trong máu suy giảm cái này thì tụi em biết rồi như vậy nó làm tích lũy thuốc hoặc là chất chuyển hóa của thuốc và khi mà tích lũy như vậy thì nó có thể gây quả liều gây độc rồi câu hỏi thứ hai giống như bên nga gan vậy nếu như suy thận thì nó ảnh hưởng như thế nào đến hấp thu phân bổ chuyển hóa thải trừ của thuốc đến hấp thu khi nào mình nói hấp thu thì mình cũng nói đến sinh khả dùng khi hấp thu mà như vậy cái lượng thuốc vào trong máu là nhiều hay ít như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sinh khả dùng thì ở đây họ đưa ra một số cái trường hợp đó là suy thận thì thường gây phù gây ứ trệ về tuần hoàn như vậy khi mà ứ trệ về tuần hoàn phù như vậy thì em mà tiêm bắp nhớ không lúc này có hướng dành về cái tiêm bắp đó nếu như tiêm bắp tiêm dưới da thì cái mẫu nó từ cái mô tiêm bắp hay là mô dưới da đó vào hệ tuần hoàn chung nó bị chậm lại như vậy chắc chắn là nó giảm sinh hiệu dụng của thuốc nếu như dùng đường tiêm bắp cái này là chuyển hóa qua gan một số nghiên cứu ý họ thấy rằng hả suy thận thì nó cũng có làm giảm chuyển hóa qua gan một sĩ hả cái này vì sao mà theo em nghĩ là vì sao mà uh, suy thận thì nó cũng có xu hướng làm giảm chuyển hóa qua gan đang bị bệnh thần nhá nhưng mà họ nói là nếu như bị bệnh thần thì cũng có thể làm giảm chuyển hóa qua gan một ít về logic là vì sao còn nhớ không chuyển hóa qua gan trên lh phụ thuộc mấy yếu tố ạ lúc này có cái công thức á đầu tiên là cái gì ạ lưu lượng máu qua gan rồi tiếp hệ số tri lít hồi hệ số hệ số tri ly đó là là cái năm trong ngoặc á trong ngoặc đó gồm có tiếp mấy yếu tố gì ạ nội tài đúng rồi chi nào? đồ thuốc tự do phải không như vậy nông đồ thuốc tự do đồ, đồ thân thải nội tài với lưu lượng mẫu qua ga vậy thì em đoán là khi bị suy thận thì trong ba cái đại lượng đó cái chi nào sẽ giảm đồ thân thải quá 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 gan là CLH phụ thuộc ba cái đại lượng đó Bữa mình lại nói là cái CLH đó giảm, giảm chuyển hóa qua gan trước là CLH đó giảm. Một bệnh nhân này đang suy thần, suy thần mà CLH đó giảm là do cái gì giảm? Lưu lượng máu qua gan, FB và độ thân thải nội tài. Đồ thân thải nội tài có giảm không? Không, với cái này liên quan đến thuốc chứ liên quan chi đến gan với thành đầu Như vậy CLH này là không liên quan à FB thì sao và lưu lượng mẫu qua GAN thì sao? Suy thành thì có là ảnh hưởng gì đến nồng độ thuật tự do trong mẫu không? Để coi tăng cái gì? Ờ là em nói vì suy thành thì có thể nếu như trường hợp mà hội chứng thành thư chẳng hạn thì nó thải trừ albumin nó thải trừ albumin trong máu và albumin máu giảm thì nồng độ thuốc tự do nó tăng nữa nồng độ thuốc tự do nó tăng thì fb nào tăng nè rồi mình lưu ý là fb nào tăng nhưng mà lưu lượng máu qua gan thì tăng hay gì Giảm, yeah. bởi vì mình đang nói ứ trệ đấy tuần hoàn ứ trệ và ứ trệ này thì nó có thể ứ trệ đến gan luôn như vậy lưu lượng máu qua gan là giảm fb có thể tăng tăng đấy nhưng mà lưu lượng máu qua gan thì tỷ lệ thuần nó mình hơn, là nhiều hơn. Do đó cái giảm chuyển hóa qua gan này có thể lý giải một phần là do lưu lượng máu qua gan nó có thể giảm. À. à về logic thì thực ra nó giảm này không giảm nhiều đâu ạ. À. Nó không giảm bằng là giảm thải trừ qua thần đâu ạ. À. À. Nó từ bình gan nó có thể ảnh hưởng, từ bình thần nó có thể ảnh hưởng đến gan nữa. Nhưng mà giảm đây giảm, giảm nhẹ thôi hả? À. Và khi mà giảm thì mình biết rồi đó là nó liên quan đến uh, chuyển hóa qua gan lần đầu. Huh? À. và khi mà giảm chuyển hóa qua gan như vậy thì nó làm sẽ làm tăng sinh cả dùng bởi vì đặc biệt những thuộc và chuyển hóa qua gan lên đầu rồi đó là đường uống và đường tiêm bắp đường tiêm dưới da ví dụ vậy còn về phân bộ, đó là hấp thu nè chưa bị bệnh thần thì ảnh hưởng như thế nào đến phân bộ? ở đây có nói các cái yếu tố hả nôm na ở đây toàn bộ là nó làm tăng nồng độ thuộc tự do hết ví dụ như đó giảm albumin huyết Do giả sử như bị bệnh um, thải protein ra nước tiểu chẳng hạn làm giảm albumin huyết. Thậm chí khi suy thận họ nghiên cứu họ thấy là khi suy thận thì cả cái albumin protein ở trong huyết tương á về cấu trúc nó bị thay đổi và chất lượng gắn của nó bị kém. Như vậy không những giảm về số lượng mà còn giảm về chất lượng gắn. À, cái này á hôm trước cô ghi slide như thế vậy, như vậy và cái này cô dịch thế như từ một cái tài liệu mà tài liệu gốc đó cũng không tìm ra nữa nhưng mà có một bàn uh, phản biện là cái yếu tố thứ ba này chưa 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 logic bà ấy nói rằng là ở đây cô ghi là tăng ure và creatinine trong suy gan trong suy thận thì ure và creatinine trong máu nó tăng mà ure creatinine thì nó cạnh tranh gắn với uh, albumin ở trong máu uhm, thì bà này không đồng thuận là bà này nói rằng là ure và creatinine là các cái chất là phân tử nhỏ nhất ở trong máu rồi creatinine là phân hủy ở cơ ure là phân hủy bởi protein thì đây là sản phẩm cuối cùng rồi và các cái sản phẩm này nó không gắn về albumin ở trong máu nên bài này là cái chuyện cần tránh là không không đúng hả thì khi đọc lại tài liệu thì cũng đúng là thầy là rất là nhiều cái thông tin liên quan đến ure và creatinine nó không gắn với albumin ở trong máu Tuy nhiên cái hiện nay cái thông tin này cô vẫn chưa xua sure được là khi mà đọc lại những cái tài liệu gốc thì hiện nay hai cái lý do trên này là xua sure này dịch lại bằng tiếng Anh thì có hết nhưng mà cái lý do thứ ba này thì vẫn cô vẫn đang bị một bạn sinh viên phản biện và cô thấy cái thông tin này chưa chính xác chưa confirm được do đó cái lý do này mình sẽ không ghi là không uh, cái tăng cái cạnh trấn gạn án bobby này là uh, không xua sure hết và cái creatinine này có thể là dễ dàng tự do và nó không không hề gắn với protein cho đó nó không cần trên nếu như nó cần trên thì các chất khác trong cái tài liệu cô đăng trả lại thì chỉ họ chỉ ghi là các chất uh, khác nội sinh uh, trong quá trình mà suy thành thì nó tạo ra những cái chất nội sinh mới và chất nội sinh đó nó gắn cần trên với protein chỉ không phải là ure và creatinine và họ ghi là axit béo chẳng hạn hoặc các cái, chất khác còn ure và creatinine là các cái chất phân tử nhỏ và nó đặc tính của các cái chất này là nó không gắn với protein thế như cái phần này mình tạm thời là có thể thay bằng xóa cái chữ ure và creatinine đi và mình chỉ nghĩ là là một số khi suy thận thì nó làm tăng một số chất và chất đó nó nó cần tránh gắn với protein còn chất đó là chất gì thì mình không có đi sâu nhưng mà không sẽ nó không nói là ure creatinine à, và nôm na cả ba lý do này đều làm cho nồng độ thuộc tự do trong máu tăng và khi nồng độ tự do trong máu tăng thì VD tăng tức là khả năng phân bổ đi các mô nó tăng mình chỉ nhớ cái đó là được còn trong trường hợp mà suy thận mà mình, mình dùng thuộc lợi tiêu quả lợi nhiều quả mần và làm cho cái lượng dịch trong cơ thể nó cực kỳ giảm thì lúc đó VD mới giảm còn trường hợp sinh lý bệnh thì VD nó tăng cái này là do hậu quả của điều trị quá mức rồi cuối đến đến thần thì à, ảnh hưởng đến à, làm tăng T1/2 nó giống như bên chỗ gan vậy đó nó cũng làm tăng T1/2 và tăng T 1 phần2 này thường đặc biệt này với bệnh nhân nào mà thuộc đó thải trừ hơn 50% qua thần thuộc đó nó có thể thải trừ qua thần hoặc là chuyển hóa qua gan một phần ấy mà nếu 50 50 thì không ảnh hưởng lắm nhưng mà nếu như thuộc đó hơn 50 trăm thải trừ qua thần thì nếu như bị suy thần thì cần phải giảm liều và giảm liều ở đây tụi em sẽ để ý này có thể sử dụng liều tại lên đầu bình thường nhưng giảm liều duy trì vậy thì trong suy thần liều duy trì là giảm rồi đó. Nhưng mà liều tải thì có thể dùng liều bình thường Và lúc này không liên quan đến là first part hay không first part nữa huh? Nó cứ liều tải liều đầu tiên thì mình cứ dùng liều bình thường Còn uh, liều duy trì sau đó thì mình giảm liều huh? Rồi cái này xong rồi, xong mà nó 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 quay lại đi. Rồi. Giờ tương tự bên gan, bên tỉnh, bên đánh giá chức năng gan thì bên thần, bên đánh giá chức năng thần. Hiện nay tụi em đang đã, đã từng biệt đến đánh giá chức năng thần rồi đúng không? Chắc chắn. Tụi em dùng cái gì ạ? Nói to lên xí coi ạ. Creatinine rồi gì nữa. Rồi, RFR, CLCR như vậy tụi em toàn là có hết rồi hả? Rồi, chưa có gì hỏi sâu sâu xỉ á um, thường vì sao mà mình phải định giá uh, CLCR hay là RFR mà không phải chỉ có creatinine và ure ưu ừ nhược điểm của ure và creatinine là gì vì sao mình phải tính luôn độ thân thải creatinine hay là đồ lọc cầu thần mà mình không chỉ định giải tắc ure và creatinine trong máu cũng được nó có những nhược điểm đúng không nên giờ mình sẽ làm nhấn cái này một xí mình còn 10 phút tình huống của suy thần nó cũng áp dụng giống như gan vậy do đó tụi em phải làm được bài toán bài toán thương nó sẽ cho tụi em thông số bệnh nhân hết và bắt tụi em tính đồ thân thải của thần để điều chỉnh liều như vậy bài toán nó tương tự như thế có trẻ tuổi cân nặng của bệnh nhân ấy, cho nồng độ creatinin trong máu à, rồi cho tên thuốc à, nhớ rằng khi ra bài toán à, trong tụi em có quyền in slide ra và đem vào phòng thi do đó cô sẽ nhận mình những cái chỗ mà tụi em cần phải tra cứu à, ví dụ đội đơn vị của cái bàn creatinin này này hiện nay có hai đơn vị là micromol trên lít và miligam trên dl như vậy tụi em phải có chuyển đổi được đơn vị này. đây là hệ số chuyển đổi ha sau đó rồi uh, mình sẽ làm gì, gì tiếp cái này là mang mặt về lý thuyết này không phải áp dụng nhưng mà thể cái này có thể trắc nghiệm về mặt lý thuyết ví dụ như là vì sao mà creatinine ưu nhược điểm của nó là gì à, vì sao mà mình không có dùng creatinine để mà đánh giá chức năng thần đơn thuần mà mình phải tính đồ thân thải creatinine bởi vì đơn giản thì đây ưu và nhược điểm như thế này này nó phụ thuộc vào khối cơ của cơ thể do đó người nào nam thì tự nhiên creatinine nó cao hơn nữa Người nào nhiều cơ bắp thì tự nhiên nó cao hơn, cao hơn. Mà chưa cao rồi thì mình lại nói là bệnh nhân suy thận, Rồi thì ảnh phô lý, đúng không? Cho đó mình phải quy đổi về thận. À, ý nhưng cũng có cái slide về cái à... rồi chắc là tụi em được dạy đây. Slide này quan trọng nhất nè, cũng phải sẽ quan trọng mà có cái xương này tụi em biết. Như vậy định giá chức năng thành có rất là nhiều cách. Cách thứ nhất là đo nồng độ creatinine trong máu hoặc là trong nước tiểu. Tuy nhiên cách này nó phụ thuộc vào khối lượng cơ của cơ thể Do đó nó không có chính xác Do đó mình phải tính đồ thân thải Và qua thần Trên tức là Rino Tuy nhiên cái, cái mà cách tính mà Clr này này Nó cũng giống như gan á Công thức rất là phức tạp Nhớ không? Công thức của gan, mà cái, cái mà lưu lượng máu qua gan động hoặc mở ngoặc đó rất là phức tạp như vậy cái cách này cũng không hữu ích trên lâm sàng do đó họ sẽ dùng một chất trị điểm là creatinine bởi vì chất creatinine này là trăm phần trăm thải trừ qua thần do đó nếu như mà đồ thân thải cái chất creatinine của thần nó giảm thì chứng tỏ đồ thân thải của thần nó cũng giảm luôn và để mà tính cái này thì họ dùng công thức cockcroft ghost cái này tụi em học chưa học rồi như vậy chỉ nhắc lại thôi ngoài ra có thể dùng tốc độ lọc cầu thận Uh, r RFR ha và RFR này có thể dùng công thức MDRD hoặc CKD-EPI thì na là vậy ha? về công thức thu thập nước tiểu lúc này đây cô quên cái này này công thức thu thập nước tiểu này này là công thức chính xác hơn cả Cockcroft-Gault và đồ tốc độ lọc cầu thận nhưng mà vì sao trong thực tế mình không còn làm cái phương pháp thu thập nước tiểu này nhiều ạ? À? Vì sao? Nó to lên gì? Vì vì sao mà cái công thức thu thập nước tiểu này này là chính xác nhất? Mình phải thu thập nước tiểu của bệnh nhân. Sau đó mình tính cái đồ thân thải creatinine theo phương pháp thu thập nước tiểu. Nhưng mình lại không làm. Mình không làm thường quy. Mà mình chỉ thường làm có có góp thôi vì sao Tôn công và phiên hà cho bệnh nhân phải thu thập nước tiểu trong 24 giờ thì nó phức tạp hơn nó bắt bệnh nhân thu thập ít nhất là 8 tiếng 12 tiếng hoặc 24 giờ do đó nó mất hộp bên kia mình đó lấy mẫu bệnh nhân và đó creatinine trong mẫu thôi nhé còn bên này là mình phải thêm đó thêm thu thập nước tiểu nữa cái này là cái mà công thức thì uh, tụi em sẽ có là công thức là nồng độ nông được tiểu, hả, rồi nhân vĩ v và chia cho nồng độ của chất đỏ trong huyết tương. cái này cái này um, nếu như mà cô ta thông số tụi em tính toán được không? cái này bên ý tụi em đã học về về cách tính này chưa? tụi em còn con bài nào cô dạy nữa không chưa giả sử cái này vì chắc chắn cũng có ra trắc nghiệm á nên cũng có ra bài toán này ý. nên giờ giả sử cô đọc một bài toán nó tụi em có ứng dụng được luôn không hả vì dụ cho một bệnh nhân là nồng độ nồng độ creatinine trong nước tiểu là 300 trăm trên tụi em có thể gõ à uh, tụi em tự tỉnh tay sao sau đó tụi em lên phần mềm ở trên mạng à, tụi em gõ clarion các bạn online có đăng thấy đang thấy phần tra google của cô không dạ có rồi ok thì cái này tụi em từ từ làm ở nhà hay đây em cứ gõ clarion uh, creatinine 24 giờ urine hey và tụi em tự cho các cái thông số của bệnh nhân rồi tự tỉnh tay và tự tính bằng phần mềm coi kết quả giống nhau hay không nếu giống nhau chứng tỏ em đã tính đúng nhưng mà khi thi thì không có dùng internet nên chắc chắn tụi em không dùng phần mềm được mà tụi em phải tự tỉnh tay được nên cái chuyện tỉnh tay thì tụi em tự ra luyện ấy và cô nói luôn là cái dạng này có thi trong trắc nghiệm á thì nó nó thôi là cô thể cho là thông số creatinine trong nước tiểu là bao nhiêu ví dụ cô sẽ cho là đơn vị của nó có cho đơn đơn vị tụi em về trả lại công thức lúc này xem là đơn vị trong cái tính tay họ yêu cầu là đơn vị gì cô sẽ cho nó rất là thuần thôi tức là đơn vị đúng như cái đơn vị trong công thức luôn Đấy. ví dụ như chứ đây là 300 đơn vị là mg 300 ure nồng độ caratin trong nước tiểu <laughs> Thứ hai là nồng độ <laughs> creatinine trong huyết thanh à. Tụi em cho một con số đi các bạn. Bao nhiêu ạ? 100. Đơn vị là gì? Mg trên dl. Rồi, về tiếp. Thể tích nước tiểu, tụi em cho bệnh nhân một đợt tiểu thu thập trong vòng 24 giờ bao nhiêu? 500. Rồi bệnh nhân hơi 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 tiểu hơi ít đấy. 500 ml. Rồi, như vậy đồ thanh thải thành của bệnh nhân là 1.04 ml trên phút Như vậy trong các dữ liệu mình cho còn là có, có cái phần nào đó là hơi vô lý Nên thành ra cái con số này nó hơi vô lý thôi Nhưng mà nó nằm mình nhập vào mà nếu nó đúng Thì là là nó đúng Tụi em coi lại coi thử cái đơn vị mình nhập nó có thể nó bị đang bị sai một sĩ hả? Nên nó bị suy thành ghê luôn hả Cái này có thể là cái này đơn vị đúng chưa cái chỗ 300 này thử có đơn vị của ông quên rồi đơn 3 milimol mm đi lít gọi rồi ok rồi đây đúng hơn này Nhưng mà cái đơn vị lúc này mình nhập hơi 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 sai một xí á thì 11 ml một phút thì nó nó hiểu hơn ha và tụi em ứng nữa thì tụi em kiểm tra một xí về cái uh, Claren. hai tư giờ urin tụi em vào hình ảnh đây và tụi em đến cái slide này này có thể cái slide này nó có luôn đơn vị tụi em bổ sung trong slide của cô luôn đấy cái đơn vị ở trên á là miligam trên lít rồi đơn vị mà đó này nói chung là đơn vị chỗ creatinine á là mình phải chọn miligam trên lít còn đơn vị của thể tích chính là số mililit Uh, thể tích nước tiểu trong vòng 24 giờ và khi mình chọn đây công thức của nó đây đơn vị đầu tiên là mg trên dl đơn vị ở dưới cùng là mg trên dl còn thể tích nước tiểu này là thể tích nước tiểu 24 giờ số ml trong vòng 24 giờ và mình sẽ tính ra là số ml tiểu được trong một phút là bao nhiêu cái v này này nên cái về em thấy nó nhìn lại công thức này nó hơi phức tạp hơn bởi vì họ lấy nước tiểu này là tiểu trong 24 giờ. Nhưng mà mình một biết là tiểu một phút bao nhiêu, do đó mình sẽ chia cho 24 giờ mỗi giờ 60 phút. Nên cái màu của mình là hai có con số 24 nhân với 60. Còn cái từ của mình chính là 500 ml đi tiểu lúc nãy á. Thấy không? Nên các bạn hay sai là sai ở cái chỗ thể tích này thôi này. Nhớ là thể tích này phải quý về là bao tiểu được bao nhiêu ml trên phút. Vì đơn vị của nó là ml trên phút. Đấy. Còn lại hai đơn vị của creatinine thì cô sẽ cho đơn vị giọng đúc là mg trên dl luôn. Để cho tụi em khỏi phải bị nợ. Hả? Còn nếu như nó là đơn vị micromon trên chia. Thì em phải đổi lại về đơn vị minigam trên daily list. Hả? Nhớ ý, làm bài toán được về tỉnh tay liên quan đến thu thập nước tiểu. Rồi quay lại slide. Gần xong rồi. Đợ. Rồi nhớ là có bài toán này nè à, coi lại đơn vị nè bổ sung thêm đơn vị ở đây để mình làm được nè một cái dạng bài toán khác đó là tụi em phải tính tay được cốc Wolf. gốc cốc hợp cái đấy sinh viên y dân rồi đúng không là 140 trừ tuổi nhân cân nặng chia cho nồng độ chia cho 72 nhân nồng độ của creatinine trong huyết thân trong máu và nhân 0,85 nếu là nữ còn với nam thì nhân về mấy? Một Đấy. Và nhớ là đông nồng độ in trong ở đây là phải đơn vị là miligam trên daily list Do đó nếu như đơn vị là micromon thì em phải chuyển đơn vị để mà nó tiền tay được và để áp dụng được công thức công gốt nhớ trắc nghiệm này là nó liên quan đến là muốn tính được công thức cao công gốt thì phải thỏa mãn ba tiêu chí ba tiêu chí tụi em mới áp dụng Thứ nhất là công thức đó chỉ dành cho người trưởng thành. Thứ hai là nồng độ trong huyết thanh phải ổn định, Đấy, ổn định vào trong bài báo sẽ cho luôn á, tức là nó sẽ phải ổn định và không thay đổi quá nhiều. Hả? À, nếu như giảm thì giảm luôn nữa, mà tăng thì tăng luôn. Hả? ví dù vậy tiêu chuẩn thứ ba là cân nặng phải nằm trong 30% cân nặng lý tưởng. Tiêu chuẩn này thì làm sao mà tính, mà kiểm tra? thì chắc chắn em phải có cái năng lý tưởng là gì và cái năng lý tưởng thì ở đây có công thức luôn là công thức là h trừ một trăm đối với nam h là chiều cao ấy và h trừ một trăm năm đối với nữ như vậy đây chính là cái năng lý tưởng sau đó em sẽ lấy cái năng thực tế của bệnh nhân chia cho cái năng lý tưởng này xem nó có dao động trong ba mươi cái năng lý tưởng không Ví dụ như là Cách năng lý tưởng của bệnh nhân này là chiều cao bệnh nhân là 1 7 như vậy bệnh nhân này là nam giới. Thì cân năng lý tưởng là bao nhiêu? 70. Rồi sau đó theo theo cái, cái năng thực tế của bệnh nhân là 55. Vậy tụi em xử lấy 55 mà chia cho 70. Thực tế thì bệnh nhân chỉ có 55 thôi mà cách năng thực lý tưởng thì lại là 70. Như vậy tụi em lấy 50, 55 chia 70 và bao nhiêu ạ? À? và và coi là nó có nằm trong 30 phần trăm cân năng lý tưởng hiểu 30 phần trăm cái năng lý tưởng nghĩa là sao ạ tức là trong 70 kg này này mà 30 phần trăm cái năng lý tưởng có thể nó dao động từ 0,7 đến 1,3 em sẽ lấy 70 này nhân 0,7 hoặc nhân 1,3 nó sẽ ra cái khoảng dao động lý tưởng và bệnh nhân của mình coi thì còn lọt trong cái đó không và phải thỏa mãn ba tiêu chí đó mới dùng cockroach được rồi như vậy khi mà mình kiểm tra đủ cả ba tiêu chuẩn xong cái thì mình thể sổ vào và cho đây cho thể sổ luôn Đấy, thì tụi em làm được là được hả và ra kết quả luôn khi có kết quả rồi thì mình chỉ còn việc tra liều nữa thôi thì bài toán trong bài toán là cô sẽ cho luôn cái bảng tra liều bảng tra liều thương tụi em có thấy được cái bảng tra liều của thuốc không ạ? trên mấy cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc á nó sẽ ghi là đồ thân thải thần từ bao nhiêu độ đến bao nhiêu đó thì dùng liều bao nhiêu. Thì sau khi em tính xong được cái đồ thân thải của thần này là 21, 21,5 nhằng hàn, thì tụi em phải tra vào cái bảng đó xem nó đang nằm ở khoảng nào để mình áp dụng tra liều. Cái này thì bên bên Y chắc là rần rồi đúng không? Còn cái MDRD CKD, KPI tương tự, nó cũng phải thỏa mãn ba tiêu chuẩn như vậy. Tuy nhiên nó không cần cân nặng mà nó chỉ cần cái sắc tộc là có thể tính được. Và hai công thức bên này thì nó khó do đó chỉ dùng phần mềm mới tính được. Do đó thì sẽ không có yêu cầu tụi em tính tay. Làm sao mà tính nội công thức là rất là phức tạp. Chỉ nhớ rằng là các đối tượng đặc biệt thì không dùng có from ghost đơn thuần được. Mà mình phải có công thức riêng. Ví dụ như với trẻ em, tụi em hay dùng công thức gì? to work đúng rồi hả uh, tụi em phải gửi... cái này uh, tụi em bên môn học của tụi em có dù sử dụng thuốc cho trẻ em không ý là cái môn dược lâm sàng của tụi cô có bài về dư sử dụng thuốc cho trẻ em không không cái này cũng có nằm trong trắc nghiệm á. tụi em cứ gọi có lẽ rần dành cho children chai trẻ em đi hoặc là pediatric uh, creatinine Đây. ghi cái chữ này vào này là đồ thân thải creatinine mà dành cho trẻ em thì mình phải có công thức riêng là swap và em em ứng dụng phần mềm cái này nó cao liền ấy vì đó này ví dụ đây cái này cô chỉ chỉ thôi ấy. vì cái này mang tính thực hành là chủ yếu là tính đồ thân thải trên pediatric và mình vào đây và trong này thì trẻ em phải dùng công thức riêng ha? và tụi em cứ nhập các thông số của trẻ em vào thì dưới này nó có công thức của SWOT này công thức của up update này rồi các cái công thức khác ha? của Sun này của Kuhabara này nhưng mà cái nổi tiếng nhất là cái của Swag thấy chưa như vậy trẻ em là có công thức riêng và tên của nó là Swag tương tự béo phi thì sao Bảo béo phi thì làm sao nếu như mà cân nặng nó không nằm trong cái năng lý tưởng của bệnh nhân bị béo phi thì em dùng cái gì để tính bên sinh viên y tụi em đi thì chỉ gặp sinh bệnh nhân béo phi làm sao Bảo Phi Vì cái năng phải nằm trong cái năng 8 Phải cái năng lý tưởng Mới dùng có cốt được Mới dùng đồ lập cầu thần được Như vậy Bảo Phi làm sao Bảo Phi thì dùng kỹ năng tra cứu thông tin thuốc Mình gọi từ gì ạ Ừ, obesity như vậy thay chữ chiêu ra bằng chữ obesity thôi Valerian, creatinine và obesity. Như vậy không biết cái gì thì mình cứ gọi lại ngu rồi. Valerian, đây, oh, uh, it's missed in, in, obesity, đây, đây obesity. Ta là ra cô khô răng nhớ cái từ này ấy, trong tác nghiệm đôi khi cô nói là bệnh nhân là cho một bệnh nhân thật là béo phì thì salaza cocoran cho bệnh nhân béo phì và khi nhập thông số bệnh nhân vào thì vẫn tính được ờ, và nhớ là salaza cocoran là dành cho bệnh nhân béo phì hoặc là trong cái cocrop ghost ờ, như vậy người béo phì là salacoran còn trẻ em là suwak còn với creatinine huyết thanh không ổn định thì lại cũng có công thức khác và tụi em sẽ phải Google. Ví dụ thay chữ obesity này bằng đồ thanh thải huyết thanh không ổn định thì em gọi chữ unstable. Đây, chức năng thận không ổn định. Unstable là tức là không ổn định. tới đây, đây thì mình sẽ có công thức multi function dành cho trường hợp unstable renal có nghĩa là ngày hôm nay thì cholesterol nó tăng ngày mai thì lên nó giảm bốt thì lại tăng như vậy mình phải vào đây và tụi em cái này gợi ý thêm thôi á tụi em phải nhập hai ngày của bệnh nhân luôn thì nó sẽ ra được đồ thanh thải thần. rồi uh, ok bài toán xong đây là các cái hình ảnh để tụi em biết cái cách mà mình có thể tra cứu bằng các cái phần mềm khác nhau ha ví dụ đây CKD api các có cả, cả, cả cái phần mềm, hả? rồi cho trẻ em, người béo phì đấy ông Obesity này, Salazar này, rồi người unstable renal này. Thế đây là cái trang mà trong trang đó nó có rất là nhiều công thức và nhớ rằng là uh, có Propolis không áp dụng được cho cho tất cả mà tuy phải thỏa mãn tiêu chuẩn và tùy theo mỗi thuốc mà cái chức năng thận theo cái ngưỡng giảm khác nhau thì điều chỉnh liều nó khác nhau và cuối cùng là slide này lúc này cô có quả hèn bên bài suy gan là mình có những cách giảm liều như thế nào và ưu nhược điểm của các cách khác nhau nó nó khác nhau như thế nào ở đây tụi em thấy cái phần màu đỏ với màu xanh đây là dùng đường uống à, đường tiêm hả đường tiêm khi mình tiêm thuộc cho bệnh nhân cái thì nó lên cực đại tiêm cái nó, nó cao sau đó nồng độ nó giảm rồi mình tiêm cái nó lại cao và nó giảm và cứ mỗi lần mình tiêm thì nó cao và nó giảm như vậy cái màu đỏ này á là liều của mỗi lần dùng á là nó nhiều tương ứng với 500 mg mỗi 6 giờ lúc này đó còn cái màu xanh này á là mình dùng 250 mg. còn 500 mg lúc này mỗi 12 giờ chứ. Còn cái cái phần nhỏ nhỏ này là 250 mg mỗi 6 giờ. Tức là mỗi lần liều của mỗi lần á là nó thấp nhưng mà khoảng cách đưa thuốc á tần suất đưa thuốc thì nó dày đặc. Cả hai con đường này, cả hai cách giảm liều này đều giống nhau là tổng liều của mỗi thuốc đều giống nhau. Tụi em đang lo thi à? Ok. Thôi rồi, cái này để hẹn lại hả? cô sẽ không giải thích nữa. Tụi em sẽ tạm nghĩ. cứ đọc những cái phần này. Nếu như mình phần này mà vẫn không hiểu thì trong những cái bài tiếp theo thì cô sẽ giải thích. còn nếu tụi em hiểu rồi thì thôi. À, còn giờ mình sẽ cố gắng dành cho tụi em 20 phút để ôn bài như đã hứa là 10 giờ uh, 10 mình nghỉ và khoảng 10 giờ rưỡi là mình sẽ uh, thi hey. Thì giờ tụi em có thể ở lại đây hay đi đâu đó thì tùy tụi em ha? Nhưng mà nhớ là tương tác quá chắc là vẫn còn các bạn online thì mình sẽ tương tác để mình biết là cái link nào có mở tốt hay không. Và tụi em cũng nên vào cái phòng dung Mở team đó để lỡ tụi em không truy cập được link hay có vấn đề gì là bảo ngay trong cái link online đó. Được không? Rồi, như vậy tụi em có thể tạm đi tìm chỗ hay gì đó để 10 giờ rưỡi bắt đầu mình mình mở đề để làm